Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 23 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chế độ độc tài Kim Jong-un tại Bắc Triều Tiên đã tới hồi cám chung. Các chức sắc của Hàn Quốc và Trung Quốc vào hôm 21 tháng 4 đã bày tỏ nghi ngờ vì tin cho rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang lâm bệnh sau khi có tin cho biết ông Kim mới trải qua một cuộc phẫu thuật tim và đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Dẫn một nguồn tin không nêu tên ở miền Bắc, tờ Daily NK, một trang web chính thức về Triều Tiên có trụ sở tại Seoul, vào tối thứ Hai tường trình rằng ông Kim đã hồi phục sau phẫu thuật thực hiện vào hôm 12 tháng 4 năm 2020. Đây là hình ảnh lãnh tụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong lễ kỷ niệm ngày sinh nhật nhà sáng lập Triều Tiên Kim Sung vào 15 tháng 4 vừa qua đã dấy lên đồn đoán về sức khỏe của ông. Hãng thông tấn truyền thông Mỹ CNN trích dẫn một quan chức Mỹ hiểu biết về vấn đề này nói rằng Washington đang theo dõi sát thông tin tình báo. Theo đó, ông Kim đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Hãng truyền thông Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết Tòa Bạch Ốc đã được tin cho biết tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un đã trở nên xấu sau phẫu thuật. Nhưng hai quan chức của chính phủ Hàn Quốc đã bác bỏ tin của đài truyền hình CNN, mặc dù nguồn tin này không xác nhận liệu lãnh tụ họ Kim có trải qua phẫu thuật hay không. Phủ Tổng thống Hàn Quốc thì nói không có dấu hiệu gì bất thường từ Triều Tiên. Ông Kim năm nay khoảng 36 tuổi, là lãnh đạo và lãnh tụ không có đối thủ ở Triều Tiên và là người chỉ huy duy nhất toàn quyền quyết định về kho vũ khí hạt nhân tại đây. Hiện ông Kim không có người kế vị rõ rệt vì bất kỳ sự cố gây bất ổn nào trong nội bộ ở Bắc Triều Tiên cũng ảnh hưởng đến chính trường quốc tế. Và bản thân truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cũng đưa tin về các sự kiện hàng ngày, song không đề cập đến các lãnh đạo Kim Jong-un, người đã vắng mặt từ hôm 12 tháng 4 cho đến nay. Các tiêu đề chính trên hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNE hôm nay bao gồm bản tin thiết bị thể thao thu hoạch rô tầm của một cuộc họp ở Bangladesh để nghiên cứu về ý thức hệ tự lực tự cường của Triều Tiên. Trong đó, báo đảng Rodong Sun đăng các bài báo về nền kinh tế tự túc và biện pháp phòng chống cúm Vũ Hán. Một quan chức thuộc Ban Liên lạc Đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đặc trách vấn đề về Triều Tiên nói với hãng Reuters rằng họ không tin là ông Kim bệnh nặng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Bắc Kinh có nghe tin tức đặt vấn đề nghi vấn về sức khỏe của ông Kim. Nhưng ông Cảnh nói không biết nguồn tin đó đến từ đâu và ông không bình luận về việc liệu Bắc Kinh có bất kỳ thông tin nào về tình hình của ông Kim hay không. Và cũng theo bản tin của Daily NK thì ông Kim nhập viện vào hôm 12 tháng 4 năm 2020 vài giờ trước khi trải qua phẫu thuật tim. Sức khỏe của ông đã xấu đi kể từ tháng 8 do nghiện hút thuốc lá, béo phì và làm việc quá sức. Đây là hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump gặp nhau bên trong khu phi quân sự ngăn cách giữa Nam và Bắc Triều Tiên vào tháng 6 năm 2019. Thông tin cũng cho biết, ông Kim đang được điều trị tại một bệnh biệt thự ở khu vực nghỉ mát ở núi Mongyang ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Một nguồn tin có uy tín của Mỹ quen thuộc với một báo cáo nội bộ của chính phủ về Triều Tiên đặt nghi vấn về tin của CNN nói ông Kim đang trong tình trạng nguy kịch. Còn người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshi từ chối bình luận về tin liên quan đến sức khỏe của ông Kim. Cũng theo tờ New York Post ngày 21 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc sức khỏe tới ông Kim Jong-un giữa lúc xuất hiện những đồn đoán về tình hình sức khỏe hiện tại của nhà lãnh đạo Triều Tiên này. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói, nếu ông ấy đang trong tình trạng giống như các báo cáo đã nói thì đó là một tình huống rất tệ. Tôi chỉ hy vọng ông ấy đang khỏe mạnh. Tôi có một quan hệ tốt với ông Kim Jong-un và tôi thích ông ấy khỏe mạnh. Chúng tôi không biết liệu các báo cáo có thật hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng như vậy. Và Kim là một nhà lãnh tụ thuộc thế hệ thứ 3, cha truyền con nối của dòng họ Kim, đã cai trị Bắc Triều Tiên với kỷ luật sắt. Kim Jong-un thừa kế ngôi vị nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh quân đội Triều Tiên từ cuối năm 2011. Trong những năm gần đây, lãnh tụ Kim Jong-un đã phát động một chiến dịch ngoại giao để đánh bóng hình ảnh của mình trong tư cách một lãnh đạo thế giới. Ông đã thu hút nhiều chú ý trong 3 cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, 4 cuộc gặp gỡ
với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và 5 hội nghị cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Từ vai trò ít nổi bật phía sau anh trai Kim Jong-un thì Kim Jong-un ngày càng có tiếng nói và đang trở thành quan chức hàng đầu ở Triều Tiên. Nay thì sự chú ý của dư luận quốc tế dồn vào em gái ông Kim Jong-un là Kim Jong-un. Câu hỏi được đặt ra là liệu có hay không khả năng Kim Jong-un sẽ kế vị. Đây là hình ảnh Kim Jong-un bên phải và cô em gái của Kim Jong-un, sinh năm 1987, từng cùng anh trai Kim Jong-un học ở Thụy Sĩ. Người phụ nữ này xuất hiện lần đầu trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Bắc Hàn vào năm 2014. Sau đó, bà đã trở thành cánh tay phải của Kim Jong-un trong các sứ vụ ngoại giao quan trọng với Nam Hàn và có mặt tại Hà Nội tháng 2 năm 2019, cùng anh dự thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tại đây, Kim Jong-un đã bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và sau đó đi cách anh trai không xa khi hai ông Trump và ông Yoon đi vào phòng đàm đạo riêng. Từ hành động cầm gạt tàn để anh trai hút thuốc trên đường tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đến phát ngôn viên thông cáo hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump, Kim Jong-un đã trở thành người quyền lực thứ hai tại Triều Tiên. Và Kim Jong-un ra tuyên bố chính trị đầu tiên vào tháng 3, chỉ trích Hàn Quốc là con chó sủa trong sợ hãi, sau khi nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ Triều Tiên thử tên lửa. Nói rằng Seoul không có tư cách chỉ trích Bình Nhưỡng khi họ đã tiến hành các cuộc tập trận riêng và chung với Washington. Cũng trong tháng 3, cô hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông gửi thư cho Kim Jong-un để bày tỏ mong muốn duy trì quan hệ song phương, cũng như đề nghị hỗ trợ Triều Tiên ứng phó cúm Vũ Hán. Và các tuyên bố chính trị của Kim Jong-un cho thấy vai trò trung tâm của cô trong chính quyền. Jong-un cho phép em gái soạn thảo và công bố những phát ngôn công kích mang sắc thái cá nhân. Ông ấy rõ ràng đang để em gái trở thành nhân cách thứ hai của mình. Yung-sik Park, chuyên gia Viện Nghiên cứu Triều Tiên thuộc Đại học ở Seoul, nêu quan điểm như sau. Kim Jong-un dường như cũng chịu một số bước lùi, nhất là sau khi đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều lâm vào bế tắc. Một số nguồn tin cho biết em gái Kim Jong-un đã mất vị trí ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên vào hồi năm ngoái và mới được tái bổ nhiệm vào cơ quan này. Mỹ hồi đầu năm 2017 cũng đã xếp Kim Jong vào nhiều quan chức Triều Tiên vào danh sách vi phạm nhân quyền. Đây là hình ảnh Kim Jong, cô em gái của Chủ tịch Yoon, được đồn đoán sẽ là người kế vị lãnh đạo Triều Tiên. Ashley, phó giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard ở Seoul, được báo Anh trích lời nói như sau. Chế độ Bắc Hàn là công việc của một gia tộc, nên Kim Jong đã chứng tỏ năng lực hiện đại hóa và thương hiệu của chế độ đó và có vẻ như nắm ngành tuyên giáo. Vai trò quan trọng nhất của bà ta là người được anh trai tin tưởng. Cũng một nhà quan sát khác, Leo Mead từ Sydney, được trang The World ở Anh trích thuận dẫn rằng vì người được anh trai tin tưởng, bà Kim Jong đã giúp Kim Jong xây dựng hình ảnh tích cực khi giải quyết các vấn đề quốc tế. Một tờ báo Anh thì đặt câu hỏi liệu bà Kim Jong có thể lên thay khi ông Kim Jong-un có mệnh hệ nào hay không? Bài báo trích lời bình của nhà bình luận nói rằng chính thức thì ông Kim Jong-un không có con trai để lớn, để nối nghiệp và bà Kim Jong là người duy nhất ở vị trí chính trị cao lại mang trong mình dòng máu núi Park Thu của triều đại Kim để kế vị anh mình. Tuy thế, các ý kiến khác thì tin rằng Bắc Hàn là một xã hội trọng nam và bà Kim Jong cùng lắm chỉ là có thể lãnh đạo tạm quyền chứ không thể nên nắm chức vụ cao nhất nước khi Kim Jong-un không đủ sức khỏe hoặc qua đời. Và có vẻ như ở Nam Hàn cũng có cái nhìn tương tự. Ho Shin đã viết trong tài liệu Kim Jong trở thành người kế vị Kim Jong-un trên báo Dongha ở Seoul, cho rằng em gái của Kim Jong-un đã đảm nhận các trọng trách như là đặc sứ với miền Nam từ năm 2018 và gần đây là chỉ đạo chống dịch cúm Vũ Hán. Bà không chỉ là em gái Kim Jong-un và có thể xây dựng được phe cánh quyền lực trong hệ thống này. Thế nhưng việc Kim Jong có được công nhận là lãnh tụ hay không còn phụ thuộc vào cái nhìn của tầng lớp cầm quyền và công chúng Bắc Hàn, một xã hội vẫn rất trọng các giá trị khổng giáo, theo cây bút từ Nam Hàn chia sẻ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, một trong các số ít quốc gia không có ca nhiễm cúm Vũ Hán nào cho lúc này và đẩy mạnh xét nghiệm và đã cách ly được hơn 500 người, theo Tổ chức Y tế Thế giới thông báo như vậy.
Đây là hình ảnh một sĩ quan đang phổ biến lệnh cách ly nghiêm ngặt cho đơn vị của mình để phòng chống dịch cúm Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới nhận được thông báo cập nhật hàng tuần từ Bộ Y tế Triều Tiên và cho biết quốc gia này có khả năng xét nghiệm cúm Vũ Hán nhờ vào phòng thí nghiệm quốc gia ở thủ đô Bình Nhưỡng. Kể từ ngày 2 tháng 4, 709 người, bao gồm 11 người nước ngoài và 698 người Triều Tiên đã được xét nghiệm cúm Vũ Hán. Triều Tiên không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào, tuy nhiên có 509 người bị cách ly, bao gồm 2 người nước ngoài và 507 công dân nước này. Tiến sĩ Edwin, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Triều Tiên đã nói với hãng thông tấn Reuters như vậy. Và kể từ ngày 31 tháng 12, 24.842 người đã được hoàn tất thời hạn cách ly và rời khỏi khu cách ly, trong đó có 380 người nước ngoài. Ông Salvador đã nói tiếp như vậy. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc đã gửi các dụng cụ xét nghiệm virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán cho Bắc Triều Tiên vào tháng 1. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã gửi vật tư y tế hỗ trợ Triều Tiên. Đến nay, đại dịch cúm Vũ Hán lây nhiễm cho hơn 2,5 triệu người trên khắp thế giới và làm chết hơn 170.000 người tại 206 quốc gia, vùng lãnh thổ, ngoại trừ Triều Tiên, Lesotho, Tajikistan, Turkmenistan, Yemen và tại Việt Nam cũng chưa ghi nhận ca chết nào. Các quốc gia và tổ chức nhân đạo đã kêu gọi Liên Hợp Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên để viện trợ nhân đạo, hỗ trợ nước này ứng phó đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và một số chuyên gia nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc tỏ ra nghi ngờ việc Triều Tiên dù giáp với Trung Quốc và Hàn Quốc vốn đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán nhưng lại không phát hiện bất kỳ ca nhiễm nào. Kể từ khi đại dịch bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái, Triều Tiên đã tăng cường kiểm soát biên giới và áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, theo hãng thông tấn KCNA của nhà nước này thông báo. Đây là hình ảnh các nhân viên y tế của Bắc Triều Tiên đang xịt khử trùng ở một bệnh viện. Bộ Tài chính Mỹ đã miễn cấm nhập các mặt hàng viện trợ như thiết bị chuẩn đoán, máy thở oxy cho các quốc gia bị bệnh áp lệnh trừng phạt như Triều Tiên để đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Một chỉ huy của lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ lực lượng vũ trang trong vòng 30 ngày và mới khôi phục huấn luyện tập trận gần đây. Và thông tin được đưa ra, chúng tôi áp dụng lệnh phong tỏa, chúng tôi phải rất thận trọng để phòng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Chúng tôi không có cấp bất kỳ ca nhiễm nào, một nhà ngoại giao của Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã nói như vậy với hãng thông tấn Reuters. Một vụ bùng phát dịch bệnh có thể nhanh chóng trở thành một tai họa cho nhân dân tại nước Bắc Triều Tiên nghèo khó này. Nước này không có cơ sở hạ tầng hay các trang thiết bị y tế cần thiết để chống lại virus một cách thích ứng, các chuyên gia đã cảnh cáo như vậy. Một phát ngôn viên của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là tổ chức này đã nhận được một yêu cầu chính thức của nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên vào đầu tháng 2, củng cố khả năng quốc gia để chuẩn bị cho một sự bùng phát dịch cúm viêm phổi Vũ Hán có thể xảy ra. Và phát ngôn viên này cũng nói thêm như sau, chúng tôi đang thực hiện có kế hoạch chuẩn bị hiến tặng các trang thiết bị y tế. Theo các giới chức, không có ca nào được báo cáo, dù xác nhận hay nghi ngờ. Tuần trước, Liên Hoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã vận động được 500 người tình nguyện tại 4 tỉnh gần biên giới với Trung Quốc. Những người tình nguyện này sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực kiểm tra và quảng bá việc thực hiện vệ sinh, tổ chức này đã nói. Ngày 13 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên dễ lây nhiễm virus và đang chuẩn bị những nỗ lực nhanh chóng của các tổ chức cứu trợ quốc tế để giúp đỡ. Bắc Triều Tiên cũng như Việt Nam hiện nay cũng vẫn đang đều chung ý thức hệ theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng tại Bình Nhưỡng còn thực thi chế độ độc tài hơn nữa theo kiểu cha truyền con nối, nửa phong kiến, nửa cộng sản. Và người dân ở các nước này đều bị nhà cầm quyền biến thành công cụ để bóc lột và nuôi sống bộ máy đàn áp của Đảng. Đã đến lúc cần chấm dứt những thể chế tàn ác như vậy, đem đến cuộc sống tự do, dân chủ cho mọi người dân. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản tin chế độ độc tài Kim Jong-un tại Bắc Triều Tiên đã tới hồi cáo chung. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.